1, 2, 3, come on! Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì nghe nhà mình đi đây. À, chị cháu vô nhà ngồi chơi ăn với bà rồi hãy về nha. Dạ được bà, cháu sẽ vô nhà chơi với bà một tí rồi cháu về. Đi thôi cháu. Cháu ăn với bà nha. Lấy cái muỗng, lấy cái tô để cho bà chút cháu ăn nào. Dạ cháu đi lấy cho. Nè bà, ăn đi. Nè bà một muỗng. Nè cháu một muỗng nè. Dạ. Nè con múc cho bà một muỗng nè. Dạ. Nè bà một muỗng, cháu một muỗng nha. Rồi ăn xong rồi. À bà ăn xong rồi vậy cháu về nhé. À vậy cháu về đi. Cho bà gửi lời thăm đến mẹ cháu nha. Dạ cháu cảm ơn. Rồi cháu về đây. Mẹ ơi, con nó về rồi nha. Mẹ ơi. À, nó đỏ về rồi đó à. Con về là mẹ mừng rồi. Bà ăn có ngon không con? Dạ. Bà ăn ngon lắm mẹ à. Bà còn kêu con ở lại chơi ăn cháo với bà xong rồi con mới về nè. Ừ, thấy bà ăn ngon là mẹ mừng cho mình rồi. Chứ ở bển mẹ có mẹ với con ở đây nhưng mà ở bên đó có một mình à. Mẹ không quan tâm chút nào hết á. Ừ, thì nhà cửa xa xôi mình phải chịu thôi mẹ à. Mình còn lo chuyện làm ăn bên này nữa mà. Thì cứ để con đem đồ ăn qua cho bà ăn là được rồi, có gì đâu. Con ngoan lắm. Con hiếu thảo. Con sẽ hưởng phúc sau này nhờ. Dạo này thức ăn khan hiếm quá. Mà nghe cô bé nó bảo nói bà của nó đang ốm, có gì khỏe mà chứ còn yếu ớt lắm đây. Thì thay bà hỏi thăm sức khỏe bà ấy mới được. Ai đấy? Nóng đỏ đó à? Phải nóng đỏ không? What the hell? À, chắc hôm nay nó sao ta? Sao nó không lên tiếng ta? Tại ra ngoài ta mở cửa đứa coi nào. Hả? Con mẫu? Bơi tay hổ, bà không chỉ khốn khổ ta đâu. Con đỏ ơi, ra đây mẹ biểu tí coi nào. Dạ con ra nè mẹ ơi. Mẹ kêu con cái gì không? Ừ, giờ này cũng đã chiều rồi. Con đem đồ ăn qua cho bà đi. Để cho bà có đồ ăn để ăn. Dạ thôi mẹ con đi đây. Mẹ ở nhà bảo trọng nha. Ủa, ông chú Sơn Lâm đâu ta? Thường thường, mình đi tới đây là ổng ra ổng hỏi thăm mình mà. Hôm nay chắc ổng đi xong mòn rồi. Thôi, ta đi đây. Chứ lo cho bà trước đi.
sao cửa còn sáng hoài vậy ta? Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh.